số 7, số 13, 15, số nhà 15. Đó, số nhà 15, những cái bội đỏ đỏ đó. Đó, và bên đây nữa nè. Hay rất là nhiều trứng luôn. Một cái vựa trứng. Đó, quán hủ tiếu mì. Quán mì, quán 70 ký con đây. Và quán này chỉ bán buổi sáng thôi, không có bán ban ngày. Thông qua những video này thì sẵn chia sẻ các anh chị các bạn những cái quán ăn, những cái thông tin về khu vực này luôn ha. Khách sạn Thịnh Vượng không có lớn lắm, bề ngang khoảng chừng 4 mét thôi. Số 123 nằm ở giữa nhà ha, ngay cái bóng đèn. Và chúng ta nhìn lên nhà thấy có tầng 1, giống như là một cái đây là phía sau nhà của Nguyễn Văn Hảo, và ở dưới đó là Phở Công, một cái quán phở. Ở đây không biết sự kiện gì mà đông quá. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị bạn ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là Bến Chương Dương, và trước mặt chúng ta đó là ngôi chợ trái, ngôi chợ gà năm xưa, và đó là cái cầu Ông Lãnh, khu vực chợ Cầu Muối. Và bên hướng này là một cái dòng kênh, dòng kênh tàu hũ năm xưa, và ngày nay cái dãy nhà bên sông đã không còn, đổi lại những hình ảnh ngoài con đường, cái đại lộ rất là lớn, đó là đại lộ Võ Văn Kiệt. Thì theo hướng này chúng ta sẽ đi đến cầu Km, và để đi về quận 4, quận 7. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi đến bến Bạch Đằng luôn. Và sau lưng chúng ta đó là ngôi chùa, chùa Bà, một ngôi chùa rất là lâu rồi. Hội quán Quảng Triệu. Và hành trình hôm nay, tối hôm nay em sẽ dẫn bà con mình chúng ta cùng đi lang thang ở trên đường Ký Con, để xem chúng ta xem những hình ảnh về cung đường Ký Con ngày hôm nay như thế nào. Và thông qua đó nếu mà thấy rõ chúng ta sẽ nhìn thấy số nhà 123 và những con hẻm 75, 77, 123 đường Ký Con như thế nào ha. Rồi em mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng dạo bước nha, ở trên đường Bến Chương Dương ngày xưa và ngày nay là Võ Văn Kiệt. Buổi chiều mát mẻ thì bà con hay ngồi ở trước cửa nhà mình, ngay vỉa hè, để uống cà phê rồi hoặc là nhâm nhi vài thứ, vài món, uống vài vé. Và đây có một con hẻm, con hẻm này cũng có cái homestay, hotel ở cuối đường. Đó là một hẻm 140 Bến Chương Dương. Chúng ta thấy bên đường có những cái bà con, những cái cô chú anh chị ngồi lai rai, và bên đây cũng vậy nè. Rất là vui ở Bến Chương Dương này, nhưng mà ngày xưa thì vui hơn, đông hơn. Ngồi đây để tán dốc, những cái bạn trẻ thì ngồi uống cà phê, những em bé thì chơi lồng đèn trung thu nè. hôm nay em cũng rất là vui khi thực hiện cái video này để gửi đến cô chú anh chị, đặc biệt là cô chú anh chị có nickname Huệ Thái. Và trước mặt chúng ta đó là cái dốc cầu Cam S đi từ Bến Chương Dương đi lên cầu và đi qua quận 4. Ngày xưa thì không có cái dốc này ha. Hôm nay thì cái cầu được mở rộng thêm một cái nhánh để chúng ta đi từ cái đường Võ Văn Kiệt này lên cầu luôn. Và trước mặt chúng ta đó là giao lộ Võ Văn Kiệt và Ký Con. Đường Võ Văn Kiệt và Ký Con đây với những hình ảnh dãy phố đồng kiến trúc rất là đẹp ở quận nhất Sài Gòn này. Và nhìn qua những dãy phố này ha. Ở gần đây thì có cái nhà số 80 của cô chú anh chị ở xa Sài Gòn, đang định cư ở nước ngoài, cũng nằm trong cái dãy phố này luôn. Rồi em mời bà con mình cùng đi lang thang trên cung đường này nha, để xem những hình ảnh này về đêm như thế nào. Nếu mà mình thấy không rõ thì hôm nào em sẽ đi ban ngày để mình thấy thêm một cái sắc thái nữa, thêm một cái màu sắc nữa, một cái hình ảnh khác về cung đường này. Cái đoạn này thì có một cái dãy phố này rất là đẹp nè. Đây là số 12, 12 Ký Con. Số 12 Ký Con. Và khúc này bán rất là nhiều trứng rồi đồ điện. Ngày xưa thì bán trứng nhiều lắm. Đó, ta thấy bên đường có bán trứng nè. Số 7, số 13, 15, số nhà 15. Số nhà 15 những cái bội đỏ đỏ đó. Và bên đây nữa nè. Hay rất là nhiều trứng luôn. Một cái vựa trứng. Và nơi đây có cái số nhà 70, quán mì, mì cá đó mà ngày xưa cô chú anh chị đã comment và em đã có đi đến cái quán đó hả. Và ăn cảm thấy rất là ngon, rất là chất lượng. Một tô khoảng cũng đã lâu rồi không nhớ rõ nữa, 35-40 ngàn gì đó, khoảng chừng 2 đô đó. Và căn nhà số 123 thì nằm bên tay trái. Sài Gòn về đêm thì có lẽ chúng ta thấy không rõ cho lắm, nhưng mà nó cũng mang đến cho các anh chị các bạn những cái sắc thái riêng, một cái sắc thái, một cái khung cảnh mới, một cái màu áo mới của cái cung đường này. Và nơi đây rất là nhiều nhà xưa, những dãy phố xưa mà chúng ta thấy còn động lại vài căn thôi. Đây là hẻm số 54 đi lên chung cư. Thì hôm nào thì em sẽ thực hiện rõ hơn những cái video đi trong hẻm đó. Từ vì trong hẻm đi buổi tối thì không thấy đường, nên bà con mình nhìn thấy không rõ cho lắm. Quán hủ tiếu mì, quán mì, quán 70 Ký Con đây. Và quán này chỉ bán buổi sáng thôi, không có bán ban ngày. Thông qua những video này thì sẵn chia sẻ các anh chị các bạn những cái quán ăn, những cái thông tin về khu vực này luôn ha. Thì khu vực này thì không có nhiều khách sạn, chỉ vài khách sạn nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta nhìn qua đây, một cái chung cư rất là xưa cổ nè. Bên kia là số 69, dãy nhà số 69. Không biết những hình ảnh này trôi nhẹ nhẹ thế này, các cô chú anh chị mở tivi lên xem có rõ hay không ha. Và nếu không rõ thì cho em xin cái comment nha. Còn cái quảng cáo thì do cái YouTube nó đặt những cái quảng cáo đó nên thành ra những cái chúng ta đang xem thì nó có hiện lên. Cô chú anh chị các bạn thông cảm nha. Mà do cái kênh mình làm lâu đó, mình quay nhiều và nhiều sự chia sẻ của cô chú anh chị và các bạn thì YouTube nó cho mình cái chức năng quảng cáo. Và nơi đây là giao lộ của Ký Con và đường Nguyễn Công Trứ. Rồi chúng ta đi qua đường nha. Ở đây thì không có đèn đỏ. Ở bên kia thì có một cái khách sạn mini, khách sạn Thịnh Vượng. Và đi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành. Một hình ảnh rất là quen thuộc về khu chợ Bến Thành này. Và chúng ta thấy đây là khách sạn Thịnh Vượng. Để nếu mà nhà cô chú anh chị có ở đây thì chúng ta cũng có dịp nhìn lại ha, và có cái nơi mà chúng ta cũng có thông tin để khi mà mình về đây mình có thể ở. Nó ở số 757779 79 Ký Con. Khách sạn Thịnh Vượng không có lớn lắm, bề ngang khoảng chừng 4 mét thôi. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đối với con đường Ký Con này, buổi tối thì không có nhiều hàng quán ăn uống, cũng không có nhiều quán cà phê. Vì con đường này chuyên là bán đồ điện, phụ tùng xe máy. Ồ, đây có đèn sáng quá. Khu vực này cũng là khu vực chợ dân sinh luôn á. Buổi tối thì thấy cái hành lang ở đây, cái vỉa hè ở đây cũng rất là lớn nên mình đi bộ cũng thoải mái. Nếu mà mình có dịp đi về Sài Gòn tản bộ khu vực này cũng thú vị, mát mẻ. Và đây căn nhà số 123. Và nhìn thấy trong đêm. Rồi chúng ta sẽ nhìn qua bên tay trái một chút xíu thôi. Đó, số 123 nằm ở giữa nhà ha, ngay cái bóng đèn. Và chúng ta nhìn lên nhà thấy có tầng 1, tầng 2, tầng 3, có một tầng lửng và một sân thượng. Nhà thì hiện tại không có kinh doanh gì hết ha. Nhà kế bên một cái tiệm sửa xe, bên trái là tiệm sửa xe mà bên trái là cái cửa hàng bán ống nước. Hàng bán ống nước và cái dãy nhà với nhà đôi gì đó. Hai nhà y chang nhau luôn. Và bên tay phải thì cái tiệm sửa xe Đức Hiền. và kế bên đó nữa thì có cái tiệm sửa bán phụ tùng ô tô. Rồi chúng ta tiếp tục nha, đi một đoạn nữa. Cô chú chị hãy khoan chuyển kênh nha, mình xem coi cái khúc ở đằng đây coi cái gì mới không, có gì lạ không so với ngày xưa thì nó như thế nào. Có lẽ hình ảnh với ngày xưa thì cô chú anh chị mới rõ thôi hả, còn em thì do là thế hệ sau nên thành ra chỉ biết qua những cái tin nhắn, những cái sự chia sẻ của internet thôi. Thông qua đây thì em cũng xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và các bạn, nếu có dịp chúng ta nghe đến con đường Ký Con thì đây là những cái video mà những cái hình ảnh mà chúng ta có thể tham khảo. Và đây là đường Nguyễn Văn Sâm và ngày nay là đường Nguyễn Thái Bình. Đi thẳng hướng này mình sẽ đi về nhà của chú Quả và rạp Kim Châu ngày xưa, và ngày nay là rạp Bông Sen, và kế bên đó có một cái nhà xe để đi về Vũng Tàu. Rồi chúng ta tiếp tục. Bây giờ những cái bến xe miền Đông, miền Tây cũng không còn quá khó khăn đối với chúng ta nữa, nếu mà mình muốn đi về miền Đông hoặc về miền Tây. Tại vì xe Vũng Tàu thì ở gần đây luôn rồi, mình cũng không cần ra bến xe miền Đông nữa, có khắp mọi nơi ở Sài Gòn đó nè, những trạm xe đó có khắp mọi nơi rồi. Còn đi về miền Tây thì ở khu vực quận 5, đường Trần Phú, đường Lê Hồng Phong cũng rất là nhiều luôn rồi. Nếu chúng ta ở trung tâm, xe bán bánh giò. Ngày xưa khi lên Sài Gòn và ở đi học nghe những cái tiếng rao này rất là buồn. Xôi cút bánh giò, bánh trưng bánh giò, mà hồi đó nghe thì không có rõ, nghe không hiểu, tại vì không có quen, lần đầu tiên nghe cái ngôn từ, cái cụm từ này, thành ra không hiểu nó là cái gì. Và khi mà ngày xưa ở dưới quê thì không có những cái loại bánh này, nên nghe thì cũng hơi lạ. Ở một thời gian thì em mới hiểu. Bà con đừng cười em nha. Và với cái đoạn này chúng ta có spa, Bali, cái spa, massage. Và nơi đây có một cái building rất là lớn, lớn so với những cái nhà lúc nãy chúng ta đi qua thôi. Và nơi đây có một cái giao lộ, đó là đường Lê Thị Hồng Gấm, Hồ Văn Nga, giao với Ký Con. Và ở đây chúng ta thấy có một cái nhà xưa, không hiểu ngày xưa là như là công trình gì, nhưng mà hôm nay thì nó là cái giống như là một cái đây là phía sau nhà của Nguyễn Văn Hảo, và ở dưới đó là Phở Công, một cái quán phở tên Công. Quán phở Công, cái tên này cũng rất là lạ nè. Để hôm nào em vô đó ăn thử và chia sẻ các anh chị bạn. Có lẽ đèn chói quá mình không thấy, không rõ cho lắm. Và chúng ta tiếp tục đi tới tí nữa là sẽ có một cái con đường rất là ngắn. Và con đường đó ngày xưa đi đến cái nhà hàng Vân Cảnh. Đó là đường Đặng Thị Nhung, một con đường không có ồn ào, rất là yên tĩnh và không có dài, chỉ có vài trăm mét thôi. Đây là bên hông nhà của Nguyễn Văn Hảo nè, một người giàu có ở Sài Gòn. Và hôm nay thì một phần thì bỏ hoang và một phần thì cho thuê lại. Nhà có rất là nhiều chữ ha, Nguyễn Văn Hảo rồi vai cô Công cái gì, những chữ này nó mờ quá và đọc không rõ. Vai cô Nan, và đây là đô sình gì, rất là cũ kỹ rồi. Rồi chúng ta nhìn qua đây là đường Đặng Thị Nhu, và cuối đường là nhà hàng Vân Cảnh ngày xưa, và hôm nay đã thành cái bãi công trường, đại công trình. Và chúng ta đi tiếp tục, đó là cái giao lộ Trần Hưng Đạo. Chúng ta thấy buổi tối cũng có rất là nhiều người mưu sinh, họ lượm những cái ve chai, những cái chai nhựa để họ bán, những cái vật dụng mà người ta không xài nữa và có thể bán được thì gọi là ve chai. Để cô chú anh chị bạn có thắc mắc ve chai là cái gì, do chúng ta tiếng Việt không có nhớ nhiều đó. Và nơi đây là đầu đường Ký Con giao với Trần Hưng Đạo, và đây là nhà của ông Nguyễn Văn Hảo. Rồi số hình ảnh về ngôi nhà 123 đường Ký Con và con đường Ký Con về đêm đi đến Trần Hưng Đạo ngày hôm nay nó như thế nào, gửi đến cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị có những cái kỷ niệm hay là những cái thông tin gì đó thì vui lòng chia sẻ thông qua những cái lời nhận xét và những cái chia sẻ qua Facebook. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha. Bên kia đó là cái công viên 23 tháng 9 và Đạp Hát Duyên Hồng. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Không biết sự kiện gì mà đông quá.